Đúng. Chỉ có 890.000 thôi. Anh em sẽ sở hữu ngay một chiếc xe đẩy hàng của Sumika. Đây. Rất là nhiều model anh em. Đấy, anh em thích lựa mẫu nào thì lựa. Chỉ 890.000 thôi. Đó là giá của chiếc xe 4 bánh đẩy hàng, chở hàng. Anh em có thể là gấp gọn được, rồi kéo được. Đấy, đây mình sẽ quay bánh xe này. Có hai loại nha anh em, tha hồ lựa chọn, gồm sàn thép và sàn nhựa. Đối với hai loại này thì anh em có nhu cầu như thế nào thì cứ liên hệ với số hotline hoặc số điện thoại để mình sẽ tư vấn thêm. Và mình nói sơ sơ, nếu mà anh em mà muốn chịu tải hoặc là muốn dùng trong những cái khu ẩm ướt á, thì nên chọn sàn nhựa, vì sàn nhựa nó không bị rỉ sét. Còn đối với anh em mà thích về chắc chắn hoặc là về cái kim loại á, thì nên chọn sàn sắt, nhưng mà nó dùng trong điều kiện là khô ráo, không ẩm ướt nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Mình xin chào tạm biệt nhá. Và đây là nhà phân phối tổng kho.